Xin chào các bác, quay trở lại với kênh Cây Giống và Dược Liệu Tâm Đà của tôi là Hải. Như thường lệ, làm tiếp tục những video ngắn để giúp cho các bác hiểu thêm về những loại cây. Đặc biệt thì hôm nay sẽ giúp cho các bác hiểu thêm về loại trà hoa vàng, những loại trà hoa vàng của đặc biệt là xuất phát tại Tam Đảo chúng em. Như đã chia sẻ những video trước thì Tam Đảo chúng em hiện tại có 8 loại trà hoa vàng bảo tồn, đang nằm trong danh sách bảo tồn, và trong đó thì nằm trong 24 loại danh sách cây trà hoa vàng bảo tồn trên cả nước. Nói về trà hoa vàng thì Việt Nam chúng ta có hơn 40 loại trà hoa có màu vàng khác nhau. Và trong đó thì Tam Đảo chúng em có 8 loại là đang nằm trong danh sách bảo tồn. Thì hôm nay giới thiệu cho mọi người 4 trong số 8 loại trà hoa vàng đang bảo tồn mà nó ở một cái độ cao phù hợp mà chúng ta có thể lựa chọn để trồng ở những khu vực, ở những tỉnh thành mà nằm ở cái độ cao không quá cao so với mực nước biển, vẫn có thể phù hợp để mà phát triển được. Nếu chúng ta đảm bảo những yếu tố, thứ nhất là về tránh không nên tiếp xúc nhiều với ánh nắng, ít nhất chỉ cần tiếp xúc với 30% ánh nắng thôi, hạn chế tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Bởi bản chất thì trà hoa vàng Tam Đảo chúng em thì được tìm thấy, thường là tìm thấy ở dọc những khe suối và dưới tán rừng già, và nó rất là ưa ẩm, ưa nước, và phải đảm bảo đủ lượng nước tưới cho nó thì chúng ta nó hoàn toàn có thể trồng được. Và nhiều bác thì hay hỏi em, hay là rất là hay thắc mắc em về vấn đề là tại sao tôi trồng ở tỉnh này, tôi trồng ở chỗ này mà lá nó bị xoăn hết lại, hay là lá nó queo cắp rồi nó cây nó bị không phát triển được, phát triển kém. Thì là do một số yếu tố về mọi người là không đảm bảo là trồng dưới tán, không có che chắn ánh nắng, tiếp xúc quá nhiều, cũng như là thiếu lượng nước. Và khi trồng chúng ta nên bón lót một chút phân chuồng ủ khô, ủ hoai mục ở phía dưới để đảm bảo là phát triển tốt. Và sau đó thì một năm chúng ta bón đến 2-3 lần phân nữa thôi. Và đặc biệt là phải đảm bảo tưới đủ nước. Nhiều bác là không tưới nước nhiều, một tuần chúng ta tưới có lần thôi, cây nó không phát triển được. Trà này phải đảm bảo phải đủ nước tưới. Đối với các bác mà trồng nhiều, chúng ta trồng số lượng lớn ấy, thì phải có những hệ thống tưới nước, đảm bảo tưới nước đúng giờ và đủ để cho nó cây trà này nó được có thể phát triển được. Các bác có thể theo dõi những video trước thì tôi quay video ở trên khu vực chúng tôi đang phát triển số lượng lớn cây trà hoa vàng trên núi. Chúng tôi ở đó trên núi, chúng tôi cũng phải dòng những đường dây và chúng tôi phải có những ống nước mang đến tận nơi, và nó sẽ có những ống nước tự động để nó tưới nước, đặc biệt vào những thời điểm nắng nóng của miền Bắc vào mùa hè và tháng 5 đến tháng 7, tháng 8 nắng nóng rất là cao độ, và nếu mà không có nước thì cây trà này không thể đảm bảo để phát triển được. Hôm nay giới thiệu cho mọi người chúng ta phân biệt được 4 loại trà hoa vàng quý đang bảo tồn của Tam Đảo trước mắt mọi người. Đây chính là 4 loại trà mà tôi đang mang ra để cho mọi người có cái nhìn nó thực tế nhất. Đầu tiên mang đến cho mọi người một loại trà hoa vàng mà có lẽ là không còn ai xa lạ, mà rất đã nghe rất nhiều tên của loại trà hoa vàng này rồi, đó chính là loại trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo. Tên khoa học chuẩn của nó là Camellia Hakoda, và đây là một loại trà được tìm thấy bởi bác giáo sư tiến sĩ Trần Ninh, cùng nhà khoa học giáo sư khoa học giảng viên của trường đại học bên Nhật Bản, đó chính là bác Hakoda, đã cùng nhau tìm thấy và nghiên cứu và đưa ra được những hợp hơn 400 hợp chất dược liệu bên trong cây trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo. Đây, đây chính là cây trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo. Cái đặc điểm đầu tiên là mọi người nhận biết được ấy, và chúng ta có cái nhận biết và so sánh được với những loại khác là lá của nó rất là to. Đây, em nhấn mạnh rất nhiều ở những cái đặc điểm này của nó rồi. Mọi người ví dụ như trước mắt là em chưa giới thiệu gì về ba loại này, nhưng mà mọi người nhìn phát là mọi người có thể thấy cái sự khác biệt rõ rệt nhất rồi. Đây. Đó. Lá của nó to, gân nổi. Và trên một mặt lá này sẽ có rất nhiều cặp gân như thế này, và gân nó nổi rất là rõ. Và trong từng những cặp gân này nó sẽ có những cặp gân con nữa như này. Đây, rất nổi, rất là rõ. Và búp lá của nó khi phát triển ra sẽ có màu tím đậm. Đây này, cái lá này nó đang ra, nó đã cái búp lá đã phát triển hết rồi. Đây, ví dụ như cái cây bên này, bên luống trà hoa sau này, đây mọi người thấy búp nó tím đậm như này, đậm đỏ luôn. Đó. Và lá của nó sau này thì lá nó rất là to. Đây thì một số lá nó bị hơi bị quăn lại thôi. Đây, ví dụ như ta lá chuẩn của nó đây, to như thế này. Đối với những lá phát triển tốt thì nó có thể to gấp đôi bàn tay luôn. Đó. Và đây là một trong những loại trà bảo tồn rất là quý của Tam Đảo. Và có hơn 400 hoạt chất dược liệu, đặc biệt bên trong nó không kể đến riêng gì Hakoda, 4 loại này đều có những hoạt chất dược liệu, ví dụ như saponin toàn phần, flavonoid và polyphenol đều là những hoạt chất giúp cho giảm cái sự phát triển, ngăn ngừa cái sự phát triển của những tế bào ung thư, và hỗ trợ điều trị rất tốt những căn bệnh về huyết áp, tim mạch, tiểu đường, về lá và hoa của nó. Và chủ yếu là những hợp chất hoạt chất dược liệu tụ tập nhiều hơn ở cái hoa. Và lá này thì có một cũng có, nhưng mà thường thì lá sẽ ít hơn là mặt hoa. Tiếp theo, đây là cây đầu tiên. Tiếp theo đến loại cây thứ hai, đó chính là loại cây trà Tam Đảo Ensis. Tên khoa học của nó cũng như vậy luôn, Camellia Tam Đảo Ensis. Và đây là một loại cây thì cũng được tìm thấy tại dãy núi Tam Đảo, và độ cao trung bình của 4 loại cây này thì được tìm thấy đều nó nằm ở trung bình ở từ 300 đến 500 mét so với mực nước biển. Và rất là phù hợp, có thể phù hợp để chúng ta trồng, nhưng ở những tỉnh thành, ở những vùng đồng bằng thì chúng ta vẫn có thể trồng được.
Đối với cây tam đảo ancient thì cái đặc điểm nhận dạng đầu tiên đó chính là lá của nó dài thuôn nhọn hơn so với lá Hakora tam đảo rất là nhiều. Đối với cái cây này thì nó hơi biến dạng lá một tí, là lá của nó thậm chí nó còn nhọn thuôn hẳn như này luôn. Còn trung bình thì lá của tam đảo ancient nó không thuôn dài quá như này, nó vẫn sẽ có hơi cái độ vòng ở hai cái mép lá. Đó. Và cái đặc điểm đầu duy nhất để nhận dạng tam đảo ancient đó chính là búp lá của nó sẽ có cái màu hường chứ không phải màu hồng, cũng không phải màu tím, nó sẽ hường như này. Đó. Màu này thì tôi hay gọi là màu hường, còn những địa phương khác thì không biết là gọi là màu gì, nhưng màu này nó sẽ là màu hường. Nhưng mà chúng ta nhìn thì chúng ta có thể là thấy cái sự khác biệt ngay đối với cả hoa lá của Hakoda. Đây, ví dụ như là lá của Hakoda đây mọi người thấy đây. Nó rất là khác nhau về cái búp lá. À, về cái đặc điểm trà tam đảo ancient thì tôi cũng chia sẻ khá nhiều về đặc điểm của trà tam đảo ancient rồi. Là lá của nó dùng rất là thơm ngon, có một cái mùi vị rất đặc trưng. Tuy nhiên thì hoa của nó khá là bé. Hoa của nó bé thì bằng 1 phần 3 hoa của Hakoda tam đảo thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì nó có một cái vị lá dùng rất là thơm, rất là ngon. Nếu các bác có nhu cầu muốn mua để trồng để phát triển trong nhà, chúng ta trồng trong nhà chúng ta sử dụng ấy, thì có thể sử dụng trà tam đảo ancient này là một lựa chọn rất là tốt để chúng ta trồng. Tiếp đây là loại cây thứ hai. Tiếp đến loại cây thứ ba đó chính là loại trà là tiến ni. Tên khoa học chuẩn của nó là Camellia tiến ni. Tuy nhiên thì tên địa phương của chúng tôi gọi thì gọi với cái tên gọi là cây hải đường vàng. Bởi vì nó giống khá giống với cây hải đường. Tại sao nó lại khá giống với cây hải đường? Bởi bản chất thì nó sẽ có giống với hải đường, nó sẽ có hai cái tai ở mép lá này này. Đây. Nó sẽ có hai cái tai ở cái cuống lá này này. Đó. Và chỉ duy nhất trà hoa vàng tiến ni hải đường vàng này mới có cái đặc điểm nhận dạng này. Nó sẽ có hai cuống lá ở đây. Và về trà hoa vàng tiến ni này thì cũng đã được nghiên cứu và chứng minh bởi rất nhiều các nhà khoa học, và nó có rất nhiều những hoạt chất dược liệu quý giá ở bên trong. Chúng ta vẫn có thể lựa chọn để phát triển kinh tế và có thể là trồng ở trong nhà sử dụng. Đặc điểm hoa của trà tiến ni này thì hoa của nó cũng rất là to, thậm chí hoa của nó to ngang ngửa, có khi là to hơn so với cả hoa của trà Hakoda tam đảo, mặt hoa cực kỳ to. Và chúng ta có thể trồng làm kể cả trồng làm cảnh cũng được, rất là đẹp, vừa làm cảnh vừa có thể sử dụng. Đó, tốt cho sức khỏe. Đó, cái đặc điểm đầu tiên chúng ta phân biệt mỗi một cái lá của trà hoa vàng tam đảo chúng em đều có những sự khác biệt khác nhau, và chúng ta làm sao chúng ta cố gắng chúng ta nắm bắt được, tránh chúng ta mua nhầm những loại cây khác. Bởi bản chất trà thì nó có hơn 40 loại trà hoa vàng ở Việt Nam, ngoài ra thì có hơn 58 loại trà khác nhau, và chúng ta rất dễ phải mua nhầm phải những cái loại cây trà khác mà nó không có nhiều hoạt chất dược liệu. Giá thì cao mà dùng thì nó không tốt cho sức khỏe, không 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 có cái mặt lợi ích gì cho sức khỏe cả. Loại trà cuối cùng để nói ngắn gọn thôi, để chúng ta các bác có thể xem hết được trong video hôm nay, đó chính là loại trà Fanny. Tên khoa học chuẩn nó là Camellia Fanny và cũng được tìm thấy tại Tam Đảo. Ở đây là một loại trà cũng rất là hiếm và quý, mà hàng năm thì cũng không làm được số lượng nhiều. Riêng trà Fanny này thì làm được rất là ít. Đó. Và cũng rất là ít bác biết đến cây trà Fanny này. Còn tôi thì cũng chia sẻ khá là nhiều rồi, tuy nhiên thì cũng không có nhiều bác biết về loại này. Thì hôm nay giới thiệu cho các bác thì đây cũng là một loại trà quý và hiếm, rất là hiếm của Tam Đảo. Hàng năm chúng tôi cũng chỉ làm số lượng tương đối ít thôi, không có hạt giống để làm. Bản chất ở đây cây cũng chia sẻ mọi người đây chính là cây dâm cành này. Đó. Phương thức dâm cành nó sẽ hiệu quả nhất, và còn về hạt giống thì của Fanny này thì nó rất là khó và không có để làm, rất là hiếm. Và một cây Fanny này chúng tôi tiến hành cái phương thức dâm cành và nó cũng có rất nhiều hoạt chất dược liệu khác nhau. Cái đặc điểm lá nhận biết của lá trà Fanny là mọi người có thể thấy là lá của nó vẫn nhọn thuôn dài như này, tuy nhiên thì cái lá của nó sẽ có một cái độ lì, cái màu sắc lá nó rất là lì, nó không hề có cái bộ độ óng ả như là lá Hakoda hoặc là lá Ancient này, rất là óng, mọi người thấy không? Bóng nó hơi có bóng bóng này, nhưng mà lá của Fanny rất là lì như này, và mọi người sờ vào lá mọi người thấy ngay nó rất là lì lì như này. Còn lá của tam đảo, Hakoda tam đảo sẽ rất là bóng, Ancient cũng vậy, vuốt nó sẽ có cái độ trơn, còn ấy vuốt nó có hơi có cái độ sần 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 như này. Đó. Và gân lá cũng hơi hơi nổi này, nhưng mà cái màu lá nhìn biết ngay. Đó. Kể cả so với cả tiến ni cũng vậy. Tiến ni thì đặc điểm nhận biết là khác hẳn rồi, bởi vì nó có hai cái tai ở cuống lá, chúng ta nhìn và chúng ta có thể biết ngay. Đó, phân biệt trà Fanny này cũng là một loại trà rất là tốt, chúng ta có thể lựa chọn trồng trong gia đình, có thể sử dụng. Để vừa rồi là bốn loại trà hoa vàng quý của Tam Đảo và rất tốt cho sức khỏe, giới thiệu cho mọi người chúng ta nắm bắt được về bốn loại trà, phân biệt mặt lá mặt hoa như thế nào, để tránh chúng ta mua nhầm phải những loại trà không đúng chủng loại mà giá thành nó rất là cao. Mọi nhu cầu chi tiết mọi người cần mua cái trà hoa vàng của Tam Đảo hoặc là một trong bốn loại trà này rất phù hợp để mọi người trồng thì liên hệ trực tiếp cho tôi là theo số điện thoại tôi đính kèm bên dưới video, hoặc là có thể kết bạn Zalo để nhắn tin trao đổi cụ thể hơn, và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi ngày một phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.